Xin mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Thứ ba trong tuần thứ 23, mùa thường niên, ngày 10 tháng 9 năm 2024. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là Tông Đồ, đó là Simon. Mà người đặt tên là phêrô và em ông là Andre, Jacob và Joan, Philippe và Bartolomeo, Matthew và Thomas, Jacob con ông Alphe và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Judah con ông Jacobe và Judah Iscariot là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon đến nghe người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ hà cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người, vì tự nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người tạ ơn chúa xin mời các bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe để lời chúa được lan tỏa khắp mọi nơi cảm ơn các bạn nhiều